You have to stop!
xưa mình có Jason nữa, nhưng mà Jason của nó này, Jason anh ta chuyển sang chơi khác rồi. Đấy, nhưng mà nó lại không được ở top, nó không được ở top 1 mà lại chỉ được ở top top 5 thôi. Nói chung là top 1 vẫn là đúng nhá. Anh chơi 2.6 ấy, phải chơi 2.6 đánh khó lắm anh ạ, không phải dễ đâu. Mình đã từng chơi thử chơi rồi. Có nhiều khi mình nó spam quân nhanh quá, mình không biết spam cái gì nữa. Tức là mình bị rối. Ủa sao cái stream của này nó có vấn đề hay sao anh em? Mình rõ ràng mình đang xem trực tiếp và nó cũng delay. Anh em có thấy bị delay không? Tức là ví dụ như anh em xem real time ấy, thì nó chỉ chậm được khoảng 10 giây thôi, nhưng mà tự nhiên xem ở trên stream này nó cứ chậm chậm thêm nữa. Đây là cái sao hồi đấy 6-7 rồi, từ 2018, tháng 1 2018. Khá là hài hước khi mà hồi đấy gắp được top 1 và gắp line được top 3 hả? Top 2 là ai hết nhớ đấy. Mình check lại xem hồi đấy top 1 tháng 1 2013 để mình flop luôn cho. À tháng 1 2018 nhé. À, Andrex này chính là thằng nếu mình nhớ không nhầm đó chính là thằng Samuel. Rồi thằng ba Dark Line này, thằng thứ tư Sunstorm này không nhớ là gì, nó mấy thằng ác này ba nước rồi. Ui, Liquid Wood chính là Luminary anh em ạ. Luminary này đánh hay lắm anh. Biết các bạn biết Luminary không? Người ta chơi Mota Flying Machine hay lắm. Mình có rất nhiều người chơi, trong playlist của mình thấy có rất nhiều người chơi cái này, nhưng mà Lumiere sau rất nhiều buổi anh ta vẫn chơi cái này. Hello, xin chào. Xin lỗi anh em là các bạn nhìn thấy mặt mình đỏ, mình đang bị ốm. Ừ. Nếu mà cycle phai môn thế này thì không ổn rồi. Nguy hiểm quá, chặn được Archer Queen kìa. Thì cho anh ta cần phải đẩy, cứ đánh mà cần phải ép đối phương bên phía bên kia, tại vì nếu bây giờ các bạn nhìn thấy không, Fireball Cycle không đủ, không thể bằng được. Phải cố gắng là X-Bow để cắn vào trụ. 3, 2, wow. Cái áp lực quá hay. Quá hay luôn ạ. Xem em tốt đánh vậy, chúng ta còn mỗi 3 ngày nữa rồi là hết mùa rồi. Rồi bây giờ tôi xem em bọn này phút rồi. Last sale được 93%, chơi gì nữa. Mình dùng VNPT, ở đâu mình dùng FPT mạng cũng được ấy, nhưng mà chơi thả vẫn quân vẫn delay. Chán. Ngày xưa mình chơi mình chả bao giờ thấy gặp cái chuyện mà lag luôn. Nhưng bây giờ tự nhiên lag vậy này. Rồi 2018, 2017 chơi game này có bao giờ lag đâu. Ờ lag. Nói chung là cái máy chủ của mình nước ngoài nghĩ thế nào. Nghĩ thế nào mà máy chủ nước ngoài thì nó lag. Thứ hai là nhiều người dùng mà. Thời điểm này nhiều người dùng thì các bạn biết lý do tại sao nó lag.
Ok, chúng ta sẽ có tìm cho đánh vân lại click Sparky Goblin Giant Lightning. Trận này Titan được. Let's go Titan, you can do it. Sparky, bây giờ Sparpella đã. Mấy ai của 3.0 mùa sau sẽ rất là thích. Anh em cứ để chờ và xem. Cái này football này mạnh lắm. Mình đứng Sparky đứng. Đừng để con Sparky, đừng để một con gì đứng trước trụ khi mà Sparky đứng trước mặt. Này như vậy thì dễ rất khó. Rất dễ bị Sparky bắn một chút. Tính kiểu mới mà à, tính kiểu cũ và kiểu mới tức là kết hợp giữa 2020 và 2021 này 2022. Đây là chúng ta sẽ có một suất ladder, ông nào mà top 1 thì sẽ có một du lịch tích kỹ luôn, nếu mình nhớ không nhầm. Mình nhớ là cái thể lệ của nó là kết hợp với lại từ 2021 và 2022, thì các bạn nhớ là 2021 chúng ta là những player nào mà đứng ở top ấy thì sẽ được vào top 1 chứ. Thì là Lightning thì vậy là rất khó để có thể mà thủ được, phải không? Chắc chắn phải không? Không thể thủ được. Oh, no. Sparky bắn trúng luôn cả Ubow đấy. Tuy nhiên thì lượng Dam bây giờ giải chênh lệch cũng khá nhiều đấy, 400. Spam. Sơ sát với từ chi cho mà. Cay chứ. Cay thực sự. Ok, chi cho đến Rio. Để các bạn cùng các bạn biết Rio là ai chưa? Ok. Oh, no, like bao nữa. Goldie King, yes, exactly. Chính là Goldie King, một trong những player Giant Sparky gold luôn. Có những pha xử lý kinh khủng, kinh điển. Vừa này chuyển sang Earthquake với Lock hợp lý. Kinh mà, xem thanh niên này đánh, phải nói là phải gọi là hát mồm thì bằng wow, kinh điển lắm.
Tuy nhiên thì gặp Xbo với lại đấy thì rất khó. Đợt, à, đợt thực ra là Fireball là chính, Earthquake chỉ là đổi với đổi đấy. Earthquake để gặp cái deck Kabuki Đinh thôi.